Vâng, chào anh em. Hôm nay em lại giới thiệu tới cho anh em xem kẹo nữa. Thì như anh em biết á, kẹo bên em vừa rồi có mấy anh em mua, thì về cái chuyện xài được hay không xài được, hay là tốt hay không tốt thì cái đó thì mình không đề cập tới. Nhưng mà đã có nhiều anh em đã mua và xài thử đó. Thì cái phương cách phục vụ của bên em dành cho tới quý bác á, là ship code, anh em chỉ việc đặt hàng thì em sẽ gửi tới. Kẹo là em không có cặp, không có bắt cọc đồng nào hết á. Bây giờ mình là người lớn với nhau, nó bắt điện bác nói thiếu gửi cho anh một cái kẹo rồi ok em sẽ gửi cho bác nhé, không phải cọc hết, em ship code. Nhưng mà do bây giờ nó có nhiều tình trạng quá là khó khăn trong việc vận chuyển, nên em xin phép là không cho xe hàng đó. Tại vì một cái kẹo nó không có tới đâu hết á, nó để mình giữ an toàn cho đôi bên thôi đó. Đây kẹo bên em đây, vẫn là những lô cũ. Thì sắp tới em cũng có một hai lô mới thì em sẽ giới thiệu, khi nào có thì em sẽ giới thiệu. Chắc chắn là anh em cũng thấy cuộc sống mình nó càng ngày nó càng đi lên, thì kẹo sản xuất ra nó cũng như thế, càng ngày nó sẽ càng ưu việt và tốt hơn, đẹp hơn ha. Đó, em cũng chỉ cố gắng mong sao sản xuất ra được nhiều viên kẹo đẹp để dành cho anh em bem chim bem cò nó thoải mái. Đó, bên em là có nhiều loại 5.50, 5.52, 5.54, 5.56 này, 6.35, 6.40, 4.5 nữa đó. Anh em cần loại nào cứ điện em cung cấp loại đó cho anh em. Thông thường nhiều anh em hỏi là cần hay chơi loại nào nhiều nhất, thì hai dạng chiếm tới 70-80% đó là 5.52, còn số còn lại là do cái cần xài quá lâu á thì thường là lên 5.54. còn cái dạng mà như cành Mỹ có một dạng nó là .20 á, là nó sẽ dành chuẩn xài là 5.50 đó, để cho anh em rõ phân biệt những cái cành nhập về á, anh em xài ví dụ nó có thông số là .22 á, thì cái đó là xài kẹo 5.52. Thì khi anh em mua kẹo của em về, anh em có thể dùng những cái thước đo ha. Anh em đo kẹo là anh em biết chưa? Đó, kẹo là anh em biết. Đây, em chọn là bốc đại ha, một viên quấy đều đẹp cho anh em xem. Đó, quấy đều và đẹp ha. Cổ kẹo cũng đều đẹp, viên kẹo trắng. Đó, chì này là chì không pha anh em ha, kẹo mềm bóp rất dễ. Bóp nhẹ cái nào móp thấy chưa? Em móp rất nhẹ chứ không phải là bóp mạnh, mình phải dùng tay bóp mạnh. Đây, anh em mua thì cứ liên hệ tới cho em ha. Kẹo này á là khi mình sản xuất ra á, là những cái viên nó bị lỗi á thì mình cũng hay lọc, mình bóp lên bắt đầu mình lọc, thì cái viên nào lỗi móp là em đã loại ra rồi, nên hầu như là 90-92%, 93-95% là đều không bị móp. Chỉ sợ là trong thời gian mình chuyển là nó móp thôi, nhưng mà anh em yên tâm, móp bao nhiêu em đền cho anh em bấy nhiêu nha.